Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Trong lịch sử cờ vua thế giới, có những kỳ thủ tưởng chừng đã chạm vào tay ngôi vua cờ, thế nhưng lại không bao giờ trở thành hiện thực vì những lý do lãng nhách. Tiêu biểu trong những người này phải kể đến Alexei Sirov, là một siêu đại kiện tướng người Tây Ban Nha. Ít ai biết được rằng Sirov từng đứng thứ hai trên bảng xếp hạng thế giới. Không những vậy, anh còn vượt qua Vladimir Kramnik năm 1998 để giành quyền vào thách đấu tranh ngôi vua cờ với huyền thoại Gary Kasparov. Tuy nhiên thì trận đấu tranh ngôi vua cờ này đã không thể diễn ra vì thiếu đi nguồn tài trợ. Thật là quá nhỏ cho Sirop. Năm 2000, vận may một lần nữa không mỉm cười với Sirop khi anh để thua An -nan trong trận chung kết cờ vua thế giới của Fide. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu giữa Sirop và vua cờ thứ 14 Vladimir Kramnik Tại giải cờ vua Monte Carlo năm 1997 nhé. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký và nhấp hình cái chuông để nhận thông báo xem những ván cờ vua mới nhất. Đừng quên để lại một like để ủng hộ và động viên admin nhé. Với lợi thế cầm quân trắng, Sirop mạnh mẽ khởi đầu ván cờ bằng nước tốt E4, quyết giành thế thượng phong. Cramnick nhanh chóng đẩy tốt E6, sử dụng phòng thủ Pháp để chống lại cao thủ Tây Ban Nha Trắng dâng tốt D4 chiếm lĩnh trung tâm nên đẩy tốt D5 Quyết liệt tranh giành quyền kiểm soát khu vực chiến lược này Thông thường thì trong phòng thủ Pháp Nước mã C3 có vẻ là nước cờ được nhiều cao thủ lựa chọn nhất Tuy nhiên thì Syrop lại sử dụng một phương án cổ điển hơn Là tiến tốt sang E5 để chiếm lĩnh không gian Đen dâng tốt C5 phản công vào trung tâm Trắng đẩy tốt C3 củng cố vững chắc thế trận Đen triển khai mã lên C6, ra tăng áp lực lên trung tâm. Trắng nhảy mã F3, đưa quân ra kiểm soát trung tâm. Đen tung hậu lên B6, nước cờ tấn công quen thuộc trong phòng thủ Pháp. Trắng đẩy tốt A3 bảo vệ ô B4. Sau khi đã kìm chân được tượng trắng, phải đứng để bảo vệ tốt B2. Đen liền phát triển mã lên H6, định vòng lên F5 để ra xăng sức tấn công vào tốt D4. Trắng dâng tốt B4 Giải tỏa áp lực bên cánh hậu Đen đổi tốt vào D4 Trắng ngăn tốt lên D4 Đen cho kế hoạch di chuyển mã lên F5 Phối hợp tấn công tốt D4 Trắng vội vã đưa tượng lên B2 bảo vệ tốt Đen lên tượng D7 Có lẽ khó chịu với sự uy hiếp của con mã Ở F5 Trắng bèn dâng tốt G4 Quyết tâm tống cổ con mã đen về quê Mặc dù không muốn Xong Đen đành phải tạm thời chạy mã với E7 Chờ cơ hội khác Trắng phát triển mã cánh hậu lên C3 Đen đẩy tốt H5 Đột kích vào quân tốt đang khống chế UF5 Và mở đường cho xe xuất trận Nếu mà đổi tốt thì đen sẽ mở được cột cho xe Do đó thì trắng đã đẩy tốt G5 Tránh giao chiến Lúc này thì đen lại nhảy mã lên Đứng tấn ở F5 Hợp sức tấn công tốt D4 Thế nhưng thì trắng đã có sự chuẩn bị nên nhanh chóng nhảy mã lên A4 bắt hậu. Đen chạy hậu về D8. Trắng triển khai tượng lên D3. Chĩa về phía quân mã ở F5 sẵn sàng khai hỏa. Đen thúc tốt tràn sang H4. Trắng huy động xe qua C1 chiếm lĩnh cột mở C. Đen lên tượng E7. Vây bắt con tốt ở G5. Trắng qua xe G1 tăng thêm quân bảo vệ tốt. Nên đẩy tốt G6 chặn đường tiến xuống của tốt trắng đề phòng bị chọc ngoáy trắng đổi tượng vào F5 tiêu diệt quân mã nguy hiểm nên ăn tốt lên F5 trắng nhảy mã vào C5 tấn công vào quân tốt B7 và tìm cách khuấy đảo hàng phòng ngự của đen nên đưa xe qua B8 bảo vệ tốt trắng tiến hậu lên E2 đe dọa sẽ đẩy tốt E6 đột phá thấy vậy thì đen lên tượng E6 để chặn lại trắng lên hậu E3, đen lại đưa hậu lên B6, chuẩn bị dâng tốt A4, đột phá cánh hậu. Trắng di chuyển hậu qua D3, lúc này thì đen muốn tận dụng quân xe ở cột H, xong cũng không dám để vua ở giữa bàn cờ lâu. Sau một hồi suy si tính, đen liền vào vua F8, định luồn lên G7, nhập thành theo kiểu nhân tạo. Trắng di chuyển tượng lên C3, đen theo kế hoạch đưa tượng lên G7, Trắng lùi mã về D2 Tìm cách bố trí lại lực lượng Trước sự Đảo quân liên tục của trắng Đen chủ động đẩy tốt A5 Đột phá cánh hậu Trắng thúc tốt tràn sang B5 Tấn công mã Đen chạy mã về A7 Hợp lực cùng hậu để vây bắt tốt B5 Trắng đẩy tốt A4 Củng cố cánh hậu Bí nước Đen liền ăn tượng vào C5 Tiêu diệt quân mã hòng phá thế Trắng ăn tốt lên C5 Đen ăn hậu lên C5 Do con xe còn đang bị rằng Nên trắng chưa thể đưa tượng lên D4 Để tung đòn xiên bắt mã Do đó thì trắng đã lên vua E2 Mở thông hàng một cho hai xe liên kết Điểm trợ lẫn nhau Lúc này thì đen không dám đùa với lửa liền vác mã chạy về C8 Tránh đòn xiên Trắng lập tức ăn tượng và A5 Lập lại thế cân bằng về lực lượng Đen lùi hậu với A7 vừa chạy vừa tranh thủ tấn công tượng trắng phi tượng vào C7 bắt xe nên chạy xe sang A8 thừa thấy sông lên trắng thúc tốt tràn sang A5 lúc này thì hầu như toàn bộ cánh hậu của đen đã bị trắng không chế nếu mà đen để trắng di chuyển mã lên F3 vùi vào D4 thì toàn bộ quân đen hầu như sẽ bị phong tỏa hết do đó thì đen đã đẩy tốt D4 giải phóng ô lên 5 cho mã và tượng lên chiếm đóng tìm cơ hội phản công lại trắng nhảy mã lên C4 đen nhảy mã lên E7 thấy mã đen rời khỏi vị trí phòng thủ trắng lập tức lùi tượng với B6 chia cắt hậu và tốt bị tấn công bất ngờ đen chạy hậu với B8 không chậm trễ trắng ăn hậu lên D4 mềm kêu mình xin đen nhảy mã lên D5 đứng tấn ở trung tâm tạo ra hàng loạt mối đe dọa vào trận địa của trắng. Trắng nhảy mã vào D6, cắm chốt làm điểm tựa cho các đợt phản công. Các cụ nói cờ bí thì di tốt, Đen lầm lũi đẩy tốt xuống H3. Trắng di chuyển xe qua D1, tập trung quân nặng trên các cột mở ở trung tâm. Thấy xe trắng rời bỏ vị trí, Đen thừa cơ tiến xe lên H5 bắt tốt. Không thèm quan tâm đến quân tốt này, trắng lên hậu C5 mở đường cho xe phối hợp tấn công quân mã D5. Không muốn mất tem chạy nên liền ăn mã vào B6. Trắng ăn hậu xuống B6 nên ăn xe sang G5, lập lại thế cân bằng về lực lượng. Trắng lao xe xuống C7, khống chế hàng ngang số 7. Bị trắng phong tỏa cả cánh hậu và trung tâm, đen bèn đưa hậu qua H8, tìm cách đánh từ bên cánh vua sang, nơi mà lực lượng của trắng là mỏng nhất. Thế nhưng có vẻ như đen không ý thức được sự nguy hiểm đang bủa vây vua mình và trắng bất ngờ tung đòn phế mã vào tốt F7, phát động chiến dịch tấn công tổng lực nhằm vào vua đen. Trường hợp mà đen ăn tượng với F7 thì trắng sẽ ăn xe sang F7 chiếu, đen ăn vua sang F7 thì trắng sẽ thọc xe xuống D7 chiếu, đen chạy vua về F8 thì trắng sẽ qua hậu D6 chiếu, đen chạy vua G8 thì trắng sẽ qua hậu E6 chiếu nên chạy vua F8 thì trắng sẽ xuống hậu F7 chiếu hết ngay do đó thì đen vội vàng lên hậu H5 chiếu buộc cho vua trắng phải chạy sang D2 bịt mất đường tấn công của quân xe phía sau lúc này thì đen mới dám ăn tượng với F7 thế nhưng cũng không ngăn được trắng ra đòn một lần nữa và trắng lại bất ngờ phế thẳng quân xe và tượng F7 chiếu ở đây trường hợp mà đen vua sang F7 thì trắng sẽ ăn hậu xuống B7 chiếu Đen chạy vua về G8 thì trắng sẽ ăn hậu A8 chiếu. Đen chạy vua lên G7 thì trắng sẽ lùi vua về C1. Mở đường cho xe phía sau tham gia tấn công vua. Đen xuống xe G2. Mở đường máu cho vua chạy lên. Thì trắng sẽ thọc xe xuống D7 chiếu. Đen chạy vua lên H6 thì trắng sẽ qua hậu H8 chiếu móc lốp. Đen chạy vua lên G5 thì trắng sẽ đổi hậu vào H5 nếu mà đen ăn tốt lên H5 thì trắng sẽ đẩy tốt B6 dọa tiến xuống phong hậu. Đen chạy vua lên F4 mở đường cho xe thì trắng sẽ đẩy tốt B7. Đen lùi xe về G8 phòng thủ thì trắng sẽ đẩy tốt E6. Đen lùi vua về E5 thì trắng sẽ đẩy tốt E7. Đen lùi vua về E6 thì trắng sẽ xuống xe E8 và đen sẽ hết đường chống đỡ tốt trắng xuống phong hậu. Còn nếu mà khi đổi hậu mà đen ăn vua sang H5 thì trắng vẫn sẽ đẩy tốt b6 nên ăn xe sang h2 thì trắng sẽ đẩy tốt b7 đen xuống xe h1 chiếu thì trắng sẽ chạy vua lên c2 đen đẩy tốt h2 thì trắng sẽ qua xe h7 chiếu đen chạy vua g4 thì trắng sẽ đẩy tốt b8 phong hậu và giành chiến thắng một cách dễ dàng do đó thì đen đã sách vua chạy lên h6 để tránh đòn không để cho đen kịp thở Trắng qua hậu F6 đe dọa ập xuống G7 chiếu hết. Tuy nhiên thì theo chúng tôi ở đây nên nên đưa xe qua G8 kiên trì phòng ngự. Trắng xuống hậu H6 đe dọa chiếu hết ở H7 thì đen sẽ lại qua xe H8 phòng thủ. Và thế cờ sẽ cân bằng khi mà trắng không thể huy động thêm quân xe còn lại tham chiến. Trong khi xe và hậu của đen ở tiền trên sẵn sàng phản công lại ở bất cứ lúc nào trở lại ván cờ thực chiến. Đen liều lĩnh lao xe xuống G2 phản công lại. Trắng xuống hậu G7 chiếu. Đen chạy vua lên G5. Trắng bất ngờ di chuyển vua lên E3. Chặn đường chạy của vua đen và mở đường cho xe phía sau tham chiến. Bí nước. Đen liều lĩnh lên hậu G4. Định vòng sang E4 chiếu. Tìm cách phản công lại. Không chậm trễ. Trắng lao xe lên D4 tấn công hậu. Đồng thời chặn đường chạy của vua đen Đến đây thì biết không còn cơ hội chống đỡ nữa. Nhà vô địch thế giới Kramnik đành phải dừng đồng hồ chịu thua để tránh khỏi bị ăn hành. Trường hợp mà đen chảy cuối chơi tiếp thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau.